gia đình có nói là thôi muốn mà có con thì đi chích ngừa rubella gì đó chị. Nhiều mũi ngừa lắm. Bị ngừa 3 tháng xong rồi cái thả xong mà vẫn không có bầu. Có một bác sĩ tư nhân nói em là bị lộ tuyến gì đó, khả năng có con rất là thấp. Mỗi lần đi khám thì nói là không có khá hơn mà nói càng ngày càng nhiều. Nói em là giống như là nói cứ con vịt không biết đẻ.